mới chỉ là học sinh trung học, am hiểu công nghệ thông tin. Thủ đoạn tinh vi khiến nạn nhân không thể phòng ngừa. Hàng trăm Facebook bị hack với số tiền chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ được 3 người cuối cùng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng qua mạng xã hội Facebook và tài khoản ngân hàng. Kẻ cầm đầu băng nhóm này là Phạm Xuân Thái, sinh năm 2002, ở Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Điều bất ngờ là Thái đang là học sinh giỏi lớp 12 ở Quảng Trị. Trong thời gian từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm đối tượng trên đã sử dụng 14 tài khoản ngân hàng ảo để chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của hơn 100 bị hại trên cả nước, trong đó có các bị hại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Có thể tạo ra một email với một cái nội dung mà gắn với cái người được nhận, ví dụ là một cái chủ đề mà người đó quan tâm, hoặc là một cái lĩnh vực mà người đó đang hoạt động ở bên trong cái lĩnh vực đó. Thế thì hacker sẽ gửi những cái thông tin mà rất liên quan đến cái người nhận. Và người nhận khi mà nhận được một cái email mà có cái thông tin liên quan trực tiếp đến mình thì thường sẽ ít nghi ngờ. Thông thường thủ đoạn của cái đối tượng mà chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản Facebook thì chúng sẽ gửi cho người sử dụng tài khoản Facebook một đường link hoặc là một cái tin hình ảnh hấp dẫn để người sử dụng tài khoản Facebook thiếu cảnh giác đăng nhập vào. Dù đang là học sinh lớp 12 nhưng Thái rất am hiểu công nghệ thông tin. Thái đã lập trình tạo ra các website giả mạo có dạng bình chọn giọng hát Việt nhí, bình chọn danh lam thắng cảnh, sau đó gửi đường link trang web này đến các tài khoản Facebook của người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Khi chủ tài khoản đăng nhập bình chọn, đối tượng sẽ có mật khẩu rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, các đối tượng còn gửi các đường link giả mạo ngân hàng để các nạn nhân truy cập, khai báo thông tin tài khoản ngân hàng. Sau khi thu thập đầy đủ mật khẩu, mã OTP của chủ tài khoản, các đối tượng lập tức chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản của nạn nhân vào các tài khoản của chúng. Số tiền chiếm đoạt được Thái được hưởng là 70%, các đối tượng còn lại hưởng từ 5 cho đến 10%. Có thể dễ dàng nhận thấy vì sao các đối tượng lại chọn những người đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Do nhầm tưởng đó là người thân của mình nên những người tại Việt Nam đã gửi tiền vào tài khoản ở ngân hàng do các đối tượng đưa ra mà không chút do dự. Của công ty không vào được thế này. Chị không biết. Cả trang cá nhân của em cũng không vào được nữa. Chẳng lẽ là hai chúng nó à? Người phụ nữ này ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết người thân của chị đang lao động ở nước ngoài nhận được tin nhắn qua Facebook từ người bạn cũng đang lao động tại cùng quốc gia. Người này nhờ chuyển tiền dùm về Việt Nam qua 3 tài khoản và sẽ trả lại tiền mặt vào tối cùng ngày. Tưởng thật, người thân của chị điện thoại về nhờ chị chuyển hơn 560 triệu đồng, nhưng sau đó không thấy trả lại tiền đúng hẹn thì mới hay mình bị lừa. Tiếp là điện số điện thoại là chị đã chạy lại thì chị nói là chị nghỉ xài rồi. Chị không còn mất tiêu Facebook đó là chị mất tiêu rồi. Mà chị em trong khi chuyển tiền đó là chỉ nhắn tin nhắn thôi. Là hack Facebook của người đó, sau đó là mình tìm kiếm những người thân và bạn bè tin cậy của người đó và nhờ nhắn tin chuyển tiền thôi. Thế mà làm sao thuyết phục được họ? Là cháu nhắn tin là cần tiền gấp đi hoặc là cần chuyển cho người khác, người bạn của mình đi đó. Là nên nhờ người ta chuyển tiền hộ tiền vào là không khác là sẽ gửi tiền về trả lại. Đối tượng là lựa chọn là những người là đang ở là nước ngoài làm việc. Bởi vì là người nước ngoài là người ta bệnh làm việc, người ta ít liên lạc với gia đình.
Bên cạnh hình thức chiếm đoạt các trang mạng xã hội cá nhân để lừa đảo, kẻ gian còn giả mạo tin nhắn thương hiệu của các ngân hàng hoặc gửi các đường link có tên miền na ná đường link ngân hàng thật yêu cầu xác thực thông tin nhằm chiếm đoạt tài sản ngân hàng và thực hiện nhiều hành vi chuyển tiền, tất toán tài khoản tiết kiệm hay vay thấu chi nên người dùng dễ lầm tưởng, mất cảnh giác. Khi có được các thông tin, các đối tượng sẽ kiểm soát được tài khoản chuyển tiền trực tuyến của các khách hàng và thực hiện được các hành vi như chuyển khoản, mở thấu chi, top up thẻ tín dụng, đăng ký vay online. Trước đây thì là các đối tượng là sử dụng các cái sim trả trước. Đấy, thì khi mà áp dụng các cái biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi còn truy tìm ra được. Hiện tại là đối tượng ứng dụng các cái phần mềm, đấy, máy chủ thì ở nước ngoài, cho nên là công tác đấu tranh bóc gỡ đấy, ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Khuyến cáo với các ngân hàng chung trên phạm vi cả nước hết sức lưu ý là có những cái biểu hiện khác thường thì ngân hàng phải báo cáo với cơ quan công an gần nhất về những cái nghi vấn của ngân hàng trong cái nghiệp vụ chuyên môn của họ để chúng tôi tập trung phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với cái loại tội phạm lừa đảo trên mạng này. Thông thường các đối tượng chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản Facebook, chúng sẽ gửi cho người sử dụng Facebook một đường link hay tin, hình ảnh hấp dẫn để người sử dụng Facebook thiếu cảnh giác đăng nhập vào. Từ đó sẽ hiện lại một cửa sổ yêu cầu đăng nhập lại tài khoản Facebook, rồi các đối tượng chiếm quyền sử dụng. Nhiều khả năng chúng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà phổ biến nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để chấm dứt tình trạng trên, người dùng nên nói không với việc đăng nhập tài khoản của mình ở những website lạ có liên kết với Facebook. Đồng thời, không cung cấp các thông tin riêng tư quá nhiều trên mạng và không cung cấp cho bất cứ ai biết thông tin cá nhân như số điện thoại, chứng minh thư nhân dân, ngày tháng năm sinh, chỗ ở để đảm bảo an toàn kết nối trên không gian mạng. Chị là một trong những khách hàng may mắn trúng được một cái giải thưởng trị giá rất là lớn, có thể lên tới 500 triệu đồng. Vâng, tôi là bên cán bộ phòng thuế ạ. Tôi sẽ hướng dẫn chị cách nhận tiền. ba đối tượng này cùng nhiều tài sản có giá trị là những gì thu được trong chuyên án mang bí số LD0619 do lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh xác lập thời gian vừa qua. Để đánh sập đường dây trên, sau 6 tháng, ban chuyên án quyết định phá án, huy động lực lượng đồng loạt tiến hành bắt giữ các đối tượng. Thủ đoạn của các đối tượng trong vụ việc này là lừa đảo người dân qua điện thoại. Đây là một cái vụ việc mà diễn ra ở Hà Tĩnh. Với một cái số lượng các cái đối tượng bị bắt giữ khá là lớn và cái tài sản bị thu giữ lên đến trên 350 triệu đồng. Điều đó cho thấy rằng rõ ràng đây là một trong những cái vụ án mà các đối tượng phạm tội có tổ chức, có tính chuyên nghiệp và đã tồn tại trong một thời gian dài. Để thấy được nguyên nhân và tìm câu trả lời vì sao người dân có thể dễ dàng bị các đối tượng đưa vào bẫy, chúng ta sẽ cùng xem một clip được chúng tôi tái diễn hình thức lừa đảo của bọn chúng qua điện thoại đã từng xảy ra. Báo với chị là chị là một trong những khách hàng may mắn trúng được một cái giải thưởng trị giá rất là lớn, có thể lên tới 500 triệu đồng. Mình hoàn toàn có thể quy đổi bằng tiền mặt hoặc là mình có thể quy đổi thành một vé đi du lịch châu Âu hoàn toàn miễn phí ở khách sạn 5 sao chị ạ. Ôi em ơi, chị trúng 500 triệu thật á? Em sẽ cho người ở bên công ty liên lạc lại với chị để mình làm cái hình thức nhận tiền giải thưởng chị nhá. Chị cảm ơn em, chị lưu số của em nhá. Có thông tin liên lạc lại ngay nhá, chị cảm ơn em. Vâng, em cảm ơn chị và em chào chị. Trở lại vụ việc ở Hà Tĩnh, các đối tượng cũng sử dụng sim giác, vẫn là thủ đoạn giả làm nhân viên các ngân hàng hay nhà mạng lớn, báo cho bị hại là họ trúng thưởng gói quà giá trị lớn. Để nhận được giải thưởng, phải chuyển tiền bằng hình thức mua thẻ cào điện thoại
có giá trị nhắn tin cho chúng. Tiếp đó chúng yêu cầu bị hại phải chuyển tiền gồm các loại phí vận chuyển, hoa hồng cho người báo trúng thưởng, phí tổ chức sự kiện trao thưởng, trích tiền lập từ thiện. Tất cả đều dưới hình thức chuyển thẻ cào điện thoại hoặc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định. Trong vụ việc này thì rõ ràng là nạn nhân có cái sự mất cảnh giác rồi thiếu tinh tế khi mà đánh giá về tình huống. Cụ thể là tất cả các hoạt động giao dịch rồi là chuyển tiền rồi trao đổi lại qua lại giữa nạn nhân và các đối tượng thì đều thực hiện qua điện thoại. Và thực tế là nạn nhân không hề biết mình đang nói chuyện với ai cả. Thế nhưng mà vì cái lòng tham với cái giải thưởng đó lớn mà đối tượng đưa ra ấy, cũng như những cái thủ đoạn tinh vi của đối tượng, thì sau đó nạn nhân đã tin tưởng và lần lượt thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng, cho nên đã bị chiếm đoạt tài sản. Một quy trình khép kín hết sức logic được tiếp tục đưa ra để bị hại đi hết các bước đó mà không có một chút nghi ngờ. Sau khi người bị hại chuyển tiền, chúng dùng sim giác gọi điện giả danh là cán bộ Sở Giao thông Vận tải, cảnh sát giao thông, yêu cầu người bị hại tiếp tục chuyển tiền làm biển số xe, xe trúng thưởng. Để tăng thêm lòng tin, các đối tượng nói người bị hại được chọn màu xe, biển số đẹp. Khi người bị hại chuyển thông tin thẻ cào thì sẽ nhắn tin hoặc cho đối tượng các thông tin bao gồm mã số thẻ cào, số serial. Sau khi chiếm đoạt được tiền của người bị hại, các đối tượng vứt SIM hoặc thêm vào danh sách hạn chế điện thoại để người bị hại không thể liên lạc được. Sau khi được mã thẻ và số serial của thẻ cào điện thoại của người bị hại, chúng sẽ bán cho khách hàng với giá rẻ hơn nhiều so với giá trị thực của thẻ để lấy tiền tiêu xài. Đối tượng này không chỉ nghiên cứu kỹ về quy luật sinh hoạt rồi thói quen của nạn nhân mà còn đưa ra những cái thủ đoạn khác làm cho nạn nhân không thể phân biệt được thật với giả. Cụ thể là các đối tượng này còn không chỉ bố trí nhiều đối tượng liên lạc với nạn nhân với những vai trò khác nhau, mà lại còn gửi cả những cái sản phẩm mẫu đến gọi là những quà để cho nạn nhân thực sự tin tưởng rằng là có cái chương trình khuyến mại đó thật. Trước những cái thủ đoạn như vậy của đối tượng ấy, thì nạn nhân rất ít có cơ hội có thể phát hiện được cái thủ đoạn phạm tội của đối tượng và do đó dễ dàng trở thành nạn nhân. Song hành với hình thức lừa đảo qua điện thoại là việc lợi dụng vào mạng xã hội để lừa đảo hết sức tinh vi. Bị hại của hình thức này ở khắp mọi nơi và hầu như tất cả các tỉnh thành đều có. Tại Bình Định, đối tượng tên Nguyễn Trung Kiên trú tại huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định. Cuối năm 2019, Kiên ra Đà Nẵng sống tạm bợ và thường xuyên truy cập vào các trang mạng mua sắm lớn để liên lạc với những bị hại có nhu cầu bán tài sản. Đối tượng mà Kiên nhắm đến thường là những điện thoại đời mới có giá trị đắt tiền của các hãng nổi tiếng như iPhone, Samsung. Với thủ đoạn hẹn đến một địa điểm bất kỳ là những quán giải khát có cửa sau để tiến hành xem máy, rồi mượn cớ và trong tẩu thoát cùng tài sản. Bán 25 triệu. Vâng. Đợi một chút nhé. Đúng rồi. Alo. Tại cơ quan công an, Kiên thừa nhận đã gây ra hơn 8 vụ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Số tiền có được, Kiên dùng để ăn chơi và tiêu xài cá nhân. Cái việc giao dịch qua điện thoại thì có thể bản thân các chủ sở hữu còn có những cái sự nghi ngờ nhất định. Tuy nhiên thì ở đây đã có sự gặp gỡ trực tiếp và trao đổi trực tiếp với nhau rồi. Thế rõ ràng là các cái chủ sở hữu mà ở đây nó là các nạn nhân ấy, sẽ đánh tan đi mọi cái sự nghi ngờ. Và cái sự tính toán của đối tượng để mà tẩu tán và chuồn bằng cái cửa sau như vậy là hoàn toàn là đưa cái người chủ sở hữu này vào cái thế bị động. Bởi vì họ không có được cái sự tính toán, cũng không nghiên cứu trước, biết trước được cái địa điểm và cái mục đích của các cái đối tượng như vậy. Theo khảo sát của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho thấy, có tới 80% số người sử dụng điện thoại di động hay mạng xã hội dễ dàng cung cấp thông tin về số điện thoại của mình ở siêu thị, các cửa hàng và đặc biệt là trên các nền tảng bán hàng trực tuyến.
Trong số đó, nhiều người không để ý rằng những thông tin mà họ cung cấp có thể trở thành phương tiện để kẻ lừa đảo lợi dụng, trục lợi. Dễ dàng có được thông tin cá nhân để tiến hành lừa đảo chính là một trong những nguyên nhân của việc bùng phát và không thể kiểm soát được hành vi lừa đảo trên mạng. Để phòng ngừa hiệu quả, mỗi người cần hạn chế việc đăng tải quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng xã hội, tránh việc bị các đối tượng lợi dụng. Khi nhận được các thông tin thông báo của những cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc trúng thưởng, khuyến mãi, v.v., cần tiến hành kiểm tra lại thật kỹ càng thông tin tại website chính thức của đơn vị thông báo. Không vội vàng thực hiện theo các yêu cầu của chúng để rồi tiền mất tật mang.